chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống, mời quý vị cùng theo dõi chùm phóng sự với nội dung Sân chơi trẻ em dịp hè. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với phóng sự mục Chuyện làng quê, nét đẹp nông thôn mới từ tuyến đường kiểu mẫu tại xã Minh Tiến, huyện Phù Cử. Trong mục nét đẹp xứ nhãn, mời quý vị cùng gặp gỡ những thầy giáo áo xanh ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Mỗi khi kỳ nghỉ hè đến, việc tìm không gian để trẻ em vui chơi lại trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Bởi hiện nay, các điểm vui chơi, sinh hoạt hè hay một không gian mở dành riêng cho trẻ em đều đang thiếu. Phản ánh tại huyện Ân Thi. Đây là hình ảnh được ghi lại tại một số ao làng trên địa bàn huyện Ân Thi. Không chỉ tắm, các em còn có hành động khá nguy hiểm như đùa nghịch hay nhảy từ trên cao xuống như thế này. Ở dưới nước là các anh các chị hay lấy bùn để ném treo nhau xong rồi vào mắt các bạn cháu từng bị một lần. Các anh chị còn lộn nhào xong rồi nhớ đâu ở dưới này mà có cọc hoặc đinh gì đấy là rất nguy hiểm đến tính mạng ạ. Thường vì nghỉ hè không có chỗ chơi nên cháu hay rủ nhau ra ngoài ao để bơi ạ. Hôm sẽ có người lớn mà hôm sẽ không có người lớn. Các cái sân chơi cho các cháu ấy, thì đối với xã Quang Vinh thì vẫn chưa đảm bảo. Cũng còn một số những cái ao hồ không đủ điều kiện đảm bảo để cho các cháu tập bơi. Tuy nhiên thì các cháu cũng rất là ham tập bơi, các cháu vẫn ra các cái ao hồ. Còn câu cá lại là trò chơi quen thuộc của các bạn nhỏ ở xã Quảng Lãng. Thế nhưng nhìn những hình ảnh như thế này, liệu ai dám đảm bảo sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra với các em? Thường các buổi chiều bọn cháu đi chơi ngoài đồng hoặc là đi câu cá và đi xe đạp lung tung. Có khu vui chơi mà bọn cháu không có tiền ạ. Ở mấy cái làng bọn cháu là không có điểm vui chơi công cộng ạ. Đây là thực trạng chung của nhiều xã trên địa bàn huyện Ân Thi. Trong khi nhu cầu vui chơi giải trí của lứa tuổi thanh thiếu nhi dịp hè ngày càng lớn, thì đa phần các địa phương đều chỉ có nhà văn hóa là địa điểm vui chơi, tập luyện cho tất cả mọi người. Không có chỗ chơi an toàn dành riêng cho lứa tuổi, trẻ thường tụ tập chơi với nhau. Địa bàn huyện là có 15 trên 21 xã có sân chơi cho thanh thiếu nhi tập trung tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa. Cơ bản là huyện Ân Thi cũng chưa có nơi nào tập trung thành riêng cho đoàn viên thanh thiếu nhi. Một số địa phương có khó khăn về kinh phí, khó khăn về đất nên hiện tại là chưa bố trí được điểm sân chơi bãi tập cho các cháu. Nguyên nhân chính của việc dẫn tới tai nạn thương tích là do thiếu cái sân chơi bãi tập, các cái điểm vui chơi giải trí cho các cháu. Thiếu sân chơi phù hợp với lứa tuổi của mình, nhiều trẻ đã tìm đến trò chơi không an toàn, lành mạnh. Và đây là nguyên nhân dẫn đến những sự việc đau lòng xảy ra. Khu vực ao làng thôn Gia Cốc, xã Quang Vinh, cách đây khoảng một tháng đã có một trường hợp tử vong do đuối nước. Nạn nhân là một bé trai 9 tuổi ra ao tắm cùng hai người bạn, nhưng không may xảy ra sự việc thương tâm. Sau khi nhận được tin báo thì công an xã Quang Vinh cũng đã có mặt tại hiện trường và báo cáo. Sau khi ra hiện trường thì cũng đã cùng với cả quần chúng nhân dân trước đó thì đã đưa cháu bé lên khu vực trên bờ, thì cũng đã phát hiện là cháu bé đã tử vong trước đấy rồi. Đã hơn 2 tháng trôi qua, thế nhưng ông Nguyễn Văn Hạ ở xã Bãi Sậy vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau khi mất cháu nội mới chỉ 7 tuổi. Vì mải đùa vui với mấy anh em, cháu Nguyễn Mạnh Tuấn đã chạy ra đường, không may bị xe ô tô tông trực diện khiến tử vong tại chỗ. Thì cháu nó khỏe mạnh, nó ngoan ngoãn, nó lễ phép lắm. Nó mới 7 tuổi mà cái gì nó cũng biết. Ngày nào cũng ông bà cũng 3 lần thắp hương cho cháu, gọi cháu về ăn cơm, khổ thế. Mà lại mới có một cháu nội. Và nghĩ thương cháu thôi, thương nó lắm. Từ đầu hè đến nay, trên địa bàn huyện Ân Thi đã xảy ra 3 trường hợp tử vong do đuối nước, trong đó có một trường hợp 17 tuổi và một trẻ tử vong do tai nạn giao thông. Hệ lụy của thiếu sân chơi an toàn cho trẻ thực sự đã để lại nỗi day dứt cho các bậc phụ huynh cũng như chính quyền địa phương.
Huyện Ân Thi là vẫn là huyện thuần nông, thì tình trạng ao hồ, sông ngòi là trên địa bàn huyện là nhiều. Vẫn có các trường hợp là các em đi tắm ở các ao hồ có không tập trung đông người, nên là cũng không thể nắm bắt được hết, được tuyên truyền hết đến các em về các nguy cơ gây tai nạn đuối nước. Các cháu sẽ gắn với các cái màn hình điện thoại, máy tính, như thế các cháu dễ tiếp cận với những cái trang web không lành mạnh, dẫn tới có những trường hợp là trầm cảm, rồi có những hành động bạo lực. Cái thứ hai là dễ dẫn tới đi ra ngoài tham gia các cái trò chơi không lành mạnh như bơi ở tại các ao hồ, rồi tham gia giao thông, dễ dẫn tới tình trạng đuối nước và tai nạn giao thông. Đó là cái hệ lụy rất lớn của việc thiếu sân chơi bãi tập. Và để góp phần mang đến mùa hè bổ ích, đoàn thanh niên tại một số xã thị trấn trên địa bàn huyện Ân Thi đã triển khai hoạt động thiết thực thu hút thanh thiếu nhi tham gia, tạo sân chơi an toàn cho các em. Đây là một buổi dạy bơi miễn phí của đoàn thanh niên xã Đào Dương. Bể bơi gia đình này là của bí thư chi đoàn thôn Phần Lâm, hàng năm đều được tận dụng để đoàn thanh niên xã phòng chống đuối nước cho trẻ em dịp hè. Ngày nào cháu vào đây, bác Tuấn cũng dạy cháu tập bơi. Bây giờ cháu biết bơi rồi. Thì cháu ở gần đây, khi nào cháu cũng được vào tắm, cháu thấy rất là thích. Nhà tôi có quy hoạch được một cái ao nhỏ nhỏ để những mùa hè hàng năm chúng tôi cho các cháu bơi miễn phí. Tôi là người hướng dẫn cho các cháu để các cháu bơi. Trung bình là một năm là khoảng được 20 cháu biết bơi. Còn đây là mô hình sân chơi bằng lốp xe được đoàn thanh niên hoàn thiện và đưa vào sử dụng năm 2020. Chiều nào cháu ra đây chơi xích đu và cháu leo lên các cái lốp như leo núi. Các cô chú đoàn viên thanh niên tạo ra cái sân chơi này để cho cháu chơi rất là vui và ý nghĩa. Thanh niên cũng đã là xây dựng các hình thức như là xây dựng fanpage của đoàn xã bằng các hình ảnh tuyên truyền cho các em, thì để các em lên trên đó các em có thể đọc được các chương trình. Hệ thống truyền thanh của xã gắn áp phích tại các nhà văn hóa để cho các em khi ra sinh hoạt hè tại địa phương có thể đọc được các thông tin nhằm tránh các tai nạn rủi ro trong dịp hè. Những hoạt động này của đoàn thanh niên xã Đào Dương đã phần nào tạo sân chơi lành mạnh, thu hút thanh thiếu nhi tham gia. Tuy nhiên, để giải quyết bài toán sân chơi cho trẻ trong dịp hè trên địa bàn huyện Ân Thi, các cấp chính quyền cần sớm có kế hoạch duy tu, tôn tạo, xây dựng mới các điểm vui chơi an toàn, bổ ích. Ngoài ra, bậc phụ huynh cần quản lý con em trong dịp hè, hạn chế cho trẻ chơi trò chơi vô bổ, thiếu lành mạnh và thiếu an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hưởng ứng cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, Minh Tiến cũng như các xã thị trấn trên địa bàn huyện Phù Cừ tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện. Đến nay, tuyến đường hoàn thành đã góp phần làm diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Là một trong những hộ dân sống tại tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, có lẽ chị Nguyễn Thị Tuyết cảm nhận rõ nét nhất sự khởi sắc của vùng quê mình đang sinh sống. Mỗi buổi sáng ra tôi dậy, tôi đi ra tập thể dục rồi ngắm đường hoa, hít thở không khí trong lành. Tôi thấy rất là sảng khoái. Người dân chúng tôi rất là phấn khởi. Cảm nhận của tôi là quê hương càng ngày càng khởi sắc. Hưởng ứng phong trào xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, Minh Tiến đã triển khai tốt công tác dân vận khéo, tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích từ mô hình này. Vì vậy, khi chính quyền địa phương phát động, người dân rất tích cực đóng góp, xã hội hóa trên 100 triệu đồng để xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Con đường kiểu mới này thì hầu như là xã hóa. Thế còn riêng bản thân gia đình như tôi thì cũng với tấm lòng có ít thì cũng ủng hộ 5 triệu để tập trung vào với địa phương làm tạo nên cái cảnh quan môi trường đẹp cho quê hương tôi. Nếu như mà xã phát triển, chúng tôi lại tiếp tục đóng góp, mà nhiều người dân nữa cũng sẽ đóng góp như chúng tôi. Sau hơn một tháng, tuyến đường này đã hoàn thành với tổng chiều dài 2 km, chiều rộng mặt đường 7 m, được trải áp phan. Nhân dân trong thôn lựa chọn xây bồn để trồng hoa giấy và hoa cúc. Thường xuyên là chúng tôi sẽ bảo chị em là đi dọn cỏ và chăm sóc đường hoa.
Ngoài ra là chúng tôi cũng tuyên truyền những hội viên của mình để có cái ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác thải ra bừa bãi, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đây cũng là cái mô hình để nhân rộng ra các thôn. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục là triển khai xuống các thôn và mỗi thôn cũng sẽ là cố gắng là sẽ xây dựng một cái tuyến đường hoa kiểu mẫu như thế này. Nhân dân cũng rất là tích cực trong cái việc là chăm sóc, bảo vệ. Và đồng thời cũng thấy là cảm nhận của nhân dân, thấy cái tinh thần của nhân dân rất là phấn khởi. Các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ làm đẹp đường làng, ngõ xóm mà còn tạo mối đoàn kết, thống nhất giúp diện mạo quê hương thêm tươi đẹp hơn. Đây cũng là điểm nhấn đặc sắc trên bức tranh xây dựng nông thôn mới của xã Minh Tiến. Mùa hè là thời điểm nhiều bậc cha mẹ muốn tranh thủ cho các con đi học bơi, phòng tránh đuối nước. Song không phải cha mẹ nào cũng có điều kiện cho các con tham gia các lớp học bơi hoặc có thời gian để dạy bơi cho các con. Tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, vấn đề này đã được giải quyết nhờ tinh thần xung kích tình nguyện của các đoàn viên thanh niên. Người dân gọi các bạn là những thầy giáo áo xanh. Đình làng Tiến Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên là nơi các em nhỏ học bơi trong dịp hè này. Thầy giáo của các em là các anh chị đoàn viên thanh niên trong thôn Nguyễn Văn Minh, Phạm Công Huynh và Phạm Thị Lan. Mọi người vẫn gọi các bạn là những thầy giáo áo xanh. Để mà hướng dẫn được các bạn tập bơi thì bản thân em cũng như là các đồng chí trong ban chấp hành đoàn là phải cố gắng dành thời gian để tìm hiểu trên báo đài là một, thứ hai là tìm hiểu bằng các cái tài liệu thực tế có thể từ hiệu sách này, và thứ ba là có thể tham khảo các ý kiến của những cá nhân tổ chức người ta dạy bơi chuyên nghiệp. Mỗi tuần 3 buổi, gần 50 em nhỏ trong thôn được dạy bơi tại ao đình. Lớp học hoàn toàn miễn phí. Các em được hướng dẫn kỹ thuật bơi bướm, cách đạp chân, quạt tay, giữ hơi thở. Với các em nhỏ, không chỉ là học bơi mà đây còn là sân chơi nhiều tiếng cười trong dịp hè này. Bố cháu đi làm xa và cháu ra đây được các chú dạy bơi ạ. Cháu rất vui và cảm ơn các chú ạ. Cháu học được động tác khuôn tay với cả đạp chân ạ. Đến đây học thì cháu cảm thấy thế nào? Cháu rất vui vì ở đình mọi người đã tổ chức cho bọn cháu học bơi. Còn với các bậc phụ huynh, họ như chút bỏ được nỗi lo các con chưa biết bơi. Chúng tôi cho các cháu ra đây là có các anh bên đoàn viên thanh niên dạy bơi, chúng tôi rất là yên tâm. Chúng tôi không có thời gian để cho các cháu tập bơi. Đây là một trải nghiệm cũng như là một sự tạo sân chơi của các đồng chí trong chi đoàn cũng như ban chấp hành đoàn xã, thì chúng tôi thấy rất là hữu ích. Để tổ chức lớp học bơi này, các anh chị đoàn viên đã nghiên cứu kỹ đặc điểm của ao đình, độ sâu phải phù hợp với chiều cao của các em, vệ sinh ao sạch sẽ và đảm bảo các yếu tố an toàn. Trong quá trình dạy bơi thì cũng có một gọi là một số đoàn viên thanh niên là cũng túc trực, là cũng khi các cháu gặp đuối nước là cũng có các phương tiện như áo phao. Ngoài học bơi, các em còn được hướng dẫn kỹ năng cứu đuối an toàn khi gặp người đuối nước. Chi đoàn thân Tiến Thắng thì đã tạo một sân chơi rất là bổ ích và thu hút rất là đông đảo các em, các cháu thiếu niên nhi đồng trong thôn ra để học bơi. Qua đó thì tránh các cái tai nạn xã hội cũng như là góp phần vào phòng chống tai nạn đuối nước trong dịp hè. Thì ban chấp hành đoàn xã cũng đã triển khai đến các chi đoàn, thì tháng tới cũng sẽ nhân rộng ra các chi đoàn khác về các mô hình dạy bơi cho các cháu. Với tinh thần thanh niên xung kích, những thầy giáo áo xanh ở xã Bảo Khê đang từng ngày nâng cao nhận thức cho người dân về dạy kỹ năng, bảo đảm an toàn tính mạng của trẻ trước tình trạng đuối nước vẫn thường xảy ra mỗi dịp hè. Đồng thời, cũng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em nhỏ tại địa phương khi hè đến. Hy vọng sẽ có thêm nhiều thầy giáo áo xanh trong dịp hè ở các địa phương khác. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.